Xin mời một câu chuyện tiếp theo ạ. Ôi An Phương, ôi Tôi An xin ý Phương. kiến. Tôi Dạ, xin mọi ý người kiến. nói thêm tên đi ạ. Tôi Lan Phương. Xin mời Lan Phương. Em xin chào chị thủ lĩnh Nguyễn Hạnh cùng tất cả cô chú anh chị trên Zoom ạ. Em tên là Lan Phương, đến từ Tuyên Quang ạ. Hôm nay em muốn lên Zoom để nhờ tất cả các cô chú anh chị trên Zoom giúp em với ạ. Em có con của chị gái ạ, bị viêm xa cơ địa sẩn ngới ạ. Và chị đã cho cháu đi bệnh viện điều trị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Vậy nên hôm nay em nhờ tất cả các cô chú anh chị trên Zoom, ai đã sử dụng sản phẩm về bệnh viêm da cơ địa sẩn ngứa có kết quả thì cho em xin với ạ. Hiện tại chị đang ở trên Zoom ạ. Và chia sẻ cho chị nghe ạ. Ok, xin cảm ơn câu hỏi của em Lan Phương. Cả nhà mình trợ giúp cho khách hàng của em Lan Phương là có bệnh màng ngứa, bệnh viêm da cơ địa bị lâu chưa Phương nhỉ? Em bị năm nay là năm thứ 8 rồi chị ạ. Cháu bị 8 năm viêm da cơ địa. Ok, về Lan Phương thì vào Siberia lâu chưa em? Em vào đến thời điểm bây giờ là được hơn 1 tháng rồi chị ạ. Thì em okay. Rất là nhiều kết quả rồi. Hôm nay em khàn cổ quá không nói được. Có ra đã có rất là nhiều kết quả về viêm da cơ địa rồi. Xin trợ giúp của tất cả nhà mình, những ai đã có kết quả như này trợ giúp cho khách hàng của Lan Phương để tự tin với sản phẩm. Xin mời cả nhà mình ạ. Cả nhà mình tương tác cho đi ạ. Ninh ạ. Xin mời bạn bật mic xưng tên đi ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Ninh ạ. Ở thị trường Thanh Hóa thì tôi xin chia sẻ cái viêm da cơ địa của chính con trai mình ạ. Cháu thì cũng bị viêm da cơ địa từ hồi 2 tuổi ấy, mà đến cái khi biết đến Siberia thì cháu cũng đi rất là nhiều nơi, đến các da liễu trung ương và những cái bệnh viện đầu ngành ấy, cứ nghe cái gì là ấy, và mình cũng rất là trăn trở. Cái thời gian đầu mà cháu chỉ bị mổ một con muỗi đốt thôi vào cái bàn chân ấy, sau đó rồi tự dưng là lên những cái mụn giống như cái kiểu tổ đĩa đó mà khắp cả cái bàn chân, mà cháu ngứa đêm hôm là cứ phải ngồi dậy xoa xoa cho cháu. Sau rồi là đi các da liễu trung ương rồi các bệnh viện bạch mai tuyến tuyến lớn ấy thì khám, thì các bác sĩ đầu ngành người ta cũng cho rất là nhiều cái sản phẩm rồi bôi thì cháu cũng cải thiện thôi, nhưng mà sau cháu lại bị lại. Thì các bác sĩ có nói là sau này nó lớn lên rồi là tự nó cải thiện dần dần. Thế thì khi mà cháu cũng đúng là nó cũng cải thiện, nhưng mà nó không mọc nhiều giống như trước nữa mà mọc lên những cái mụn nó to như cái ngón tay cái ấy. Thì cháu đi học thì cứ bôi cái xanh metilen thôi, thì cháu cảm thấy như là rất xấu hổ với bạn bè mà nó mọc lên thế, nó rất là đau. Mà bản thân mình thì mình cũng là từng là điều dưỡng và cũng nói chung là rất quan tâm đến con, đầy đủ tất cả những cái gì mà cứ nghe đến là cho cháu dùng, rồi là đông y tây y thì kết hợp đủ hết, và cứ hy vọng là nó cũng khỏi hơn. Thì sau này thì khi nghe mọi người nói đến Siberia thì mình nói về cái dầu ba sam á, thì và cái pho 4, thì sau này mình đã cho mình bôi cái dầu ba sam cho con, hợp cho cháu uống cái bộ ba để tăng cái sức đề kháng bộ của con nít đấy. Sau đó rồi dùng cái novomin mình trộn với dầu ba sam mình bôi thì thấy nó rất là thần kỳ. Mình bôi chỉ tầm độ 1 tiếng thôi thì tự dưng là cái mụn của cháu ấy, những cái mụn mà hắn đang mọc nhỏ nhỏ thì hắn em vẫn tẹt hẳn, còn cái mụn mà to thì phải một gần 1 ngày sau á thì cháu mới tẹt. Và hiện bây giờ thì cháu cái hiện tượng mà nổi những cái mụn nó lên là thấy nó không còn nữa. Là cháu còn cũng cứ trêu là bây giờ mà muốn sờ sờ vào cái mụn cũng không có mẹ nhờ. Đó là những cái mà cái kết quả nhà mình. Nói chung là nhà mình thì có rất nhiều kết quả, nhưng cái viêm da cơ địa mà con trai mình khỏi được á thì là cái biểu hiện rõ rệt nhất. Thì mình xin chia sẻ như vậy để mọi người biết ạ. Chị Ninh ơi, chị cho em hỏi chút. Chị có dùng sản phẩm uống không hay là chị dùng mỗi sản phẩm là bôi thôi ạ? Thật ra thì cái sản phẩm uống thì mãi sau này là mình mới dùng cho con nhà mình ấy. Tức là cháu dùng cái canxi này, cái DHA với lại cái sô-cô-la của trẻ em á. Thì cái trường mà khi nào mà bé mà mọc cái chân mà nhiều á thì mình cho uống thêm cái novomin nữa. Đó, còn lại thì mình chỉ dùng cái dầu ba sam á.
trộn với lại cái Novomin rồi mình bôi, mình bôi chỉ có 2-3 lần thôi, còn còn lại là uống cái bộ trẻ em các bạn đấy. Cái bộ trẻ em thì lúc đầu là mình cũng không nghĩ là uống cái đấy thì cháu khỏi cái dầu và khỏi cái chân đâu, mà là muốn cho cháu nó cao lên. Với lại mắt của cháu thì ngày trước thì đi khám thì cũng bảo là nó bị cận nhẹ, thì mình cũng cứ bổ sung vào như vậy. Mà cái trường hợp mà khi nào mà cháu cảm thấy như mà cái thời gian đầu uống nó, mình uống là nó cũng chân cháu vẫn bị từ trước mà, cho nên là mình thấy ở giai đoạn mà hắn lọc nhiều nên là mình cứ trộn cái dầu Vitan với cái Novomin á, nên mình bôi vào chân. Nhưng mà đúng là nó rất hiệu quả, chỉ trong vòng có một ngày đến ngày thứ hai thôi là nó đã hết rồi. Thì cái Novomin thì mình thỉnh thoảng thì mình cũng cứ nhắc là cho con uống một ngày một viên đấy, một ngày một viên. Còn lại cái bộ ba trẻ em mà bổ sung cho cái thể lực của cháu thì mình vẫn cứ cho cháu dùng đều, thế rồi tự dưng là cháu khỏi. Còn khi nào mà thỉnh thoảng thôi, dăm thì mười họa, thỉnh thoảng cháu cũng có lên một cái nốt nhưng mà hắn cũng nhỏ, xong mình chấm cái dầu ba sam vào thì nó cũng hết. Hiện tại bây giờ thì đến tháng thứ năm rồi thì mình theo dõi không thấy cháu nó bị lại nữa, không thấy nó mọc lên những cái mụn to như như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng thì cháu cũng còn bị một cái hai cái thôi, nhưng mà cái đấy nó cũng không đáng kể so với lại cái ngày xưa cháu mọc nó dày đặc lên chị ạ. Thì là nó cũng khả quan dần dần đấy. Ở cái dòng trẻ em thì mình chỉ cho uống có sô cô la với lại canxi với lại cái DHA thôi thì dần dần nó cũng hết. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ok, xin cảm ơn sự trợ giúp của chị Ninh, bạn Ninh và bạn Lan Phương, thì tự tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm em nhé. Cái này thì mình sử dụng sản phẩm vừa uống vừa bôi em nhé, bởi vì nó ở trong cơ địa của mình. Mình sẽ uống cái dòng đào thải nhiều vào. Đấy, và nó có phác đồ mà em, người dẫn đường của em sẽ giúp cho em lên liệu tốt nhất. Đấy, xin cảm ơn.